Chào mừng anh chị đã đến với kênh thông tin ô tô của Happy Car. Và trong cái video ngày hôm nay thì em Huấn sẽ mang tới anh chị một cái video giới thiệu chi tiết nhất một chiếc xe mà cực kỳ hot trong dòng xe Toyota Vios. Có lẽ là Toyota Vios thì có nhiều màu chủ đạo, bao gồm có 6 màu chủ đạo khác nhau. Nhưng mà riêng chiếc xe Toyota Vios màu đỏ này luôn là cái màu mà chị em tìm kiếm, luôn là cái màu mà được các chị em phụ nữ lựa chọn nhiều nhất ạ. Vâng, và chính vì điều đó cho nên là hôm nay thì mình Huấn quyết định sẽ review một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G có cấp nhất màu đỏ ạ, để cho anh chị có thể hình dung được với cái xe Vios và khoác lên mình một cái màu cực kỳ rực rỡ, đẹp, long lanh như thế này thì nhìn nó có hợp không nhá. Vâng, và tất nhiên rồi, chiếc xe Vios mà phiên bản G cao cấp nhất thì nó cũng giống màu đỏ, cũng giống như tất cả các màu khác thôi, đều được trang bị những cái tính năng rất là nhiều, tính năng nhiều option và cái thiết kế cũng rất là đẹp như nhau cả. Và hiện tại tại Toyota Thanh Xuân thì cái chính sách giá đối với phiên bản G này nó cực kỳ tốt, dao động đâu đấy vào khoảng 30 triệu bao gồm tiền mặt và phụ kiện. Cho nên là anh chị nếu như thời điểm này mà xác định mua thì hãy liên hệ với đội ngũ Happy Car chúng tôi với số hotline là 0394046064 phía bên dưới nhé, để chúng tôi sẽ có cơ hội để phục vụ anh chị và giúp anh chị mua được. Đầu tiên thì em Huấn sẽ nói sơ qua một chút về cái ngoại thất của chiếc xe này. Với những cái thiết kế nó cực kỳ đẹp, trang bị nhiều option, phía đầu xe thì chúng ta vẫn có được cái ngôn ngữ thiết kế là với cái mặt ga lăng phía trước ạ, bao gồm những cái đường trải dài từ trái qua phải, tạo chiếc xe chúng ta vẻ gì đó nó mềm mại và không kém là có phần gì đó gọi là khá là gấu, đúng không? Phía ở giữa thì sẽ có một cái logo Toyota to bản ở đây. Minh Huấn thấy thì với cái hơi hướng thiết kế như thế này thì nó giống như đàn anh là Toyota Camry. Nếu anh chị để ý mà xem thì cái thiết kế phía đầu xe của Toyota Vios nó có vẻ gì đấy, nó connect, nó liên kết với Toyota Camry. Và nhiều khách hàng của Huấn cũng đã chia sẻ với Huấn như vậy. Đấy là một cái điều thừa hưởng rất là hay trên Toyota Vios 2020. Phía bên, nói về cụm đèn xe một chút đi. Thì cụm đèn này thì là bao gồm đèn chiếu gần là đèn dùng công nghệ chiếu projector, đèn chiếu xa là đèn halogen. Chúng ta vẫn có đèn xi nhan, xi nhan thì trang bị là đèn halogen thôi. Tất nhiên rồi, halogen sẽ cho ánh sáng cực kỳ tốt và chúng ta dễ nhận biết được. Phía bên trên chúng ta vẫn có một cái mí LED anh chị nhé. Cái mí LED này thì giúp anh chị là đi ban đêm nó có thể cảnh báo được. Và cái mí LED này cũng tạo nên một cái điểm nhấn cho xe, có những cái ánh sáng LED nó khá là đẹp. Bên dưới thì chúng ta vẫn có đèn định vị ban ngày ạ. Đây, vẫn được trang bị đầy đủ hết rồi. Và tất nhiên rồi, không thiếu được một chiếc đèn gầm. Một chiếc đèn gầm dùng công nghệ chiếu halogen. Tại sao đèn gầm lại là đèn halogen? Tại vì halogen, đèn này thì nó có chức năng là đèn sương mù, thành ra là đèn halogen sẽ cho ánh sáng vàng, mục đích có thể là phá được cái đèn, phá được cái sương mù anh chị nhá. Đấy là lý do mà Toyota Vios vẫn được trang bị một chiếc đèn halogen thay vì đèn LED, đèn gầm. Minh Huấn sẽ đi sâu vào một chút nữa, đó chính là cái cụm đèn phía trước này được dùng cực kỳ rất là nhiều công nghệ hiện đại. Anh chị có thể biết là cái cụm đèn này nó là đèn tự động ạ. Đèn tự động là cái sẽ được điều chỉnh đóng mở tùy vào điều kiện ánh sáng ban ngày. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Và hơn nữa thì Toyota vẫn được trang bị thêm cái đèn chờ, đèn gọi là follow me home ấy ạ, giúp anh chị có thể là khi đèn tự động bật tắt khi chúng ta đi ra ngoài trong vòng 30 giây để anh chị có thời gian đi vào nhà một cách an toàn nhất và đèn chúng ta sẽ tự tắt. Đấy là những cái tính năng về cụm đèn của trên chiếc xe Toyota Vios G 2020. Còn những cái thiết kế cabo thì sao ạ? Xét về cái nắp cabo này thì bao gồm có những cái đường gân gập nổi lên, thiết kế rất là đẹp hình chữ V, tạo cho chúng ta cái thiết kế động lực học. Khi chúng ta đi tốc độ cao thì chiếc xe luôn luôn giữ được cái vị trí thăng bằng ổn định nhất và an toàn nhất ạ. Hơn nữa thì bên hông của chúng ta vẫn có được những cái thiết kế cực kỳ là tinh xảo và đẹp mắt với những đường gân dập nổi kéo dài từ trước ra phía sau. Đặc biệt là trên cái tay nắm cửa đây ạ. Tay nắm cửa thì được mã chrome hết rồi anh chị nhé. Đây ạ, rất là sang trọng và có những cái đường gân dập nổi từ trước ra sau, tạo cho chúng ta một cái vẻ nó rất là thoát. Cái xe chúng ta nó cảm giác như là không bị gò bó. Xét về cái thiết kế phía bên sau ạ, với thiết kế đuôi xe của Toyota Vios 2020 thì cực kỳ lột xác hoàn toàn. Với những cái thiết kế bao gồm có cả cụm đèn phía sau, bao gồm đèn lùi này, và có cả đèn LED, sẽ đèn LED phía sau, đèn xi nhan nằm ở trên cụm đèn phía sau luôn. Và thiết kế nó khá là hài hòa với cái tổng thể thiết kế của phần đuôi xe.
ở giữa chúng ta vẫn có được cái logo Toyota rất là nổi bật ở đây. Và tất nhiên rồi, Vios, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trong phân khúc B, là niềm tự hào của Toyota. Xét về phía sau thì còn những gì nữa? Chúng ta được trang bị thêm 2 cảm biến nữa. Tổng cảm biến phía sau là 4 cảm biến. 1, 2, 3, 4. 4 cảm biến này thì cho anh chị một cái cảm giác cực kỳ an toàn khi chúng ta lùi xe phía sau, thì cái cảm biến này lập tức nó sẽ báo về phía trước cho anh chị biết là sắp va phải vật cản hay chưa anh chị nhé. Đồng thời thì Minh Huấn không thể bỏ qua được, đó chính là trên chiếc xe Toyota Vios này vẫn có 2 cảm biến phía trước, được trang bị thêm 2 cảm biến phía trước anh chị nhé. 2 cảm biến phía trước này một điều cực kỳ thiết yếu mà Toyota họ đã trang bị thêm, lập tức nghe những cái phản hồi khách hàng và họ đã trang bị thêm được những cảm biến này, thì khi chúng ta đi thì anh chị còn không phải quan ngại là phía trước chúng ta có vật cản hay không nữa. Chính những cảm biến này làm việc và giúp anh chị biết hết được những cái điều kiện môi trường ở phía trước anh chị nha. Và bây giờ Minh Huấn sẽ đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe, trong khoang nội thất chiếc xe này, để xem là Toyota Vios 2020 phiên bản G cao cấp nhất có được những cái tính năng gì, nó có bổ ích hay không và nó có cần thiết hay không nhé. Mời anh chị theo Huấn. Vâng, và bước vào trong khoang nội thất của chiếc xe Toyota Vios này thì một cái cảm xúc cực kỳ là hưng phấn với những cái thiết kế độc đáo, lạ mắt. Chúng ta có những cái bộ ghế da màu kem rất là sáng. Cái màu kem này thì thiết kế màu kem này rất là hay, nó sẽ giúp cho xe chúng ta cái cảm giác rất là rộng rãi này, luôn luôn là có vẻ gì đó nó sạch sẽ, sang trọng. Đấy là những cái mà Toyota nó muốn, họ muốn mang lên chiếc xe Toyota Vios phiên bản G này. Cái ghế này thì sử dụng ga là da cao cấp anh chị nhé, và có được thiết kế là những cái lỗ than tổ ong ở đây này, mục đích để chúng ta có thể là chiếc xe chúng ta khi chúng ta ngồi lên sẽ cảm thấy không bị bí bách. Đấy là một cái điều rất là hay mà được Toyota họ thiết kế cái ghế này. Cái thiết kế ghế trên chiếc xe Toyota Vios này. Tiếp theo Minh Huấn muốn nói tới những cái điểm thay đổi chính trên chiếc xe Toyota Vios G này nhá. Đầu tiên thì Huấn sẽ lộ máy lên lại cho anh chị thấy được cái giao diện trên chiếc xe Toyota Vios All New này. Đập vào mắt Huấn, đây là một chiếc vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu thì chúng ta sẽ có gì? Trên vô lăng sẽ được tích hợp tất cả các cái phím tăng giảm âm lượng này, chuyển kênh này, hay là nghe gọi đây. Và phía bên phải vô lăng ở đây chính là những cái nút được trang bị để chúng ta điều khiển chiếc màn hình TFT. Và màn hình TFT này thì lại được trang bị mới hoàn toàn trên chiếc xe Vios G này. Anh chị có thể nhìn thấy phía bên trong là chiếc màn hình TFT ạ. Với có độ phân giải cực kỳ tốt, màn hình 4 inch TFT sẽ hiện tất cả những cái thông tin về xe, về cái quãng đường đi được, hay là tất cả mọi thứ ở trên cái màn hình TFT này. Thì cái thiết kế nó cực kỳ lạ mắt, độc đáo và có cái gì đó là nâng tầm của chiếc xe Vios trong phân khúc B chúng ta rất là sang trọng hơn, đúng không? Đấy chính là cái thay đổi đầu tiên mà Minh Huấn muốn nói ở trên trong cái khoang nội thất này. Tiếp theo ở đây chúng ta lại có thêm một cái cực kỳ hay ho, đó chính là chiếc Cruise Control. Cruise Control nó sẽ kiểm soát hành trình cho anh chị khi chúng ta đi đường cao tốc, hay là tốc độ cao, hay là đi một quãng đường dài anh chị không thích đạp ga nữa, thì anh chị có thể là set. Anh chị có thể set ở đây ạ. Trên khi chúng ta nhấn nút set thì ngay lập tức ở trên màn hình nó sẽ hiện lên cái báo hiệu của Cruise Control ạ. Và chúng ta có thể là gạt xuống, và cùng lúc đó thì chiếc xe chúng ta sẽ được duy trì theo những cái tốc độ mà anh chị mong muốn nhé. Đấy là trên chiếc xe này đã được trang bị cái Cruise Control rồi, rất là xịn sò. Chúng ta vẫn có được một chiếc màn hình DVD 7 inch Pioneer, một công nghệ màn hình cực kỳ nổi tiếng. Và Minh Huấn tiết lộ trên chiếc xe Vios G màu đỏ này thì cái màn hình DVD này là một chiếc màn hình DVD có trang bị thêm cái công nghệ là Auto Android và Apple CarPlay, giúp anh chị có thể là kết nối được cái với điện thoại iPhone hoặc là Samsung Android của mình. Trong khi đó thì anh chị có thể là khi chúng ta bật cái bản đồ thì ngay lập tức nó sẽ kết nối lên màn hình này, và anh chị có thể là dựa vào màn hình này và đi thôi. Đấy chính là những cái được trang bị trên chiếc màn hình DVD Pioneer này. Bên cạnh đó thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn có được những cái tính năng như là nghe đài radio, hay là kết nối Bluetooth, hoặc là anh chị có thể là sử dụng đĩa nữa. Đĩa đấy ạ. Và bật nhạc lên. Ok. Chúng ta vẫn có một chiếc
điều hòa tự động ở đây. Điều hòa tự động đấy ạ. Và điều hòa Toyota thì tất nhiên rồi, rất là uy tín, rất là nổi tiếng, mát cực nhanh, lạnh cực nhanh. Chúng ta sẽ có, khi chúng anh chị bật auto lên thì tất cả mọi cái hệ thống về nhiệt độ này hay là về gió này sẽ cân tự động cân bằng cho anh chị. Tại một cái thời điểm nào đó mà cái cảm biến nó cảm nhận được à, cái nhiệt độ nó đủ lạnh rồi, thì ngay lập tức nó sẽ điều chỉnh làm sao cho anh chị cảm thấy là comfortable nhất, cảm thấy thoải mái nhất anh chị nhé. Đấy là những cái rất là hay trên chiếc xe Vios. Bây giờ thì mình vẫn cảm thấy đang rất là lạnh rồi. Không kể tới ở đây chính là một chiếc hộp số vô cấp CVT. Hộp số vô cấp này thì bao gồm có 7 cấp ảo, giúp chúng ta có thể linh động được khi chúng ta đi đường địa hình khác nhau. Hộp số vô cấp thì sao? Hộp số vô cấp thì giúp anh chị sẽ có một cái cảm giác lái nó mượt mà, không bị giật. Và đặc biệt hơn nữa là tiết kiệm nhiên liệu, tăng tốc rất là nhanh. Đấy chính là lợi thế của hộp số vô cấp CVT mà trên chiếc xe Vios G này có. Ngồi ra phía sau và tay chúng ta cầm thoải mái ở phía cao nhất của vô lăng thì chứng tỏ chúng ta là cái tư thế ngồi đúng nhất. Thì Minh Huấn sẽ ra phía sau để xem khi Minh Huấn ngồi ok như thế này rồi thì cái khoang phía sau nó còn rộng rãi đủ cho chúng ta 3 đến 4 người ngồi nữa không nhá. Ok, theo mình ạ. À, để xem nào. Vâng ạ. Anh chị có thấy điều gì không? Khi Huấn ngồi vừa vặn trên chiếc xe Vios bần cờ phía lái rồi, thậm chí là ngồi chói ra phía sau cơ, thì ở đây thì Huấn vẫn có một cái không gian đâu đấy tầm 20cm nữa so với đầu gối. Vâng, thực sự là chắc là Huấn cũng không phải nói nhiều đâu, tại vì Toyota Vios thì nó sẽ nổi tiếng về cái khoang sử dụng, khoang hành khách rồi. Chúng ta ngồi 3 người, có thể ngồi 3 người ở đây, nó cực kỳ thoải mái anh chị nhá. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có một cái bệ tì tay phía sau. Vâng, bệ tì tay phía sau ạ. Một điều mà trên Accent hay là những cái đối thủ chưa được trang bị thì Vios họ đã biết cách trang bị giúp người ngồi cái cảm giác làm sao thoải mái nhất, thư thái nhất. Thử hỏi là nếu như ngồi một chiếc xe phân khúc B, đi một quãng đường dài hay là đi những cái cung đường dài khác nhau ấy ạ, mà anh chị ngồi cảm giác như thế này, rộng rãi phía trước này, ngồi chõa ra phía sau rất là thoải mái và có cả bệ tì tay nữa, thì cảm giác còn gì vui hơn ạ. Thật là tuyệt vời khi Toyota Vios họ đã trang bị, họ đã làm nên được những cái không gian như. Vâng, và một điều ở đây mình vẫn muốn nói tới tiếp theo, đó chính là cỗ máy trên chiếc xe Toyota Vios này. Vâng, sử dụng một cái dung tích xi lanh đâu đấy là 1.5 cho công suất đâu đấy là 107 mã lực tại 3.400 vòng. Chiếc xe Toyota Vios này nó tăng tốc cực kỳ nhanh, cực kỳ tốt, đi trong phố hay là địa hình khác nhau thì cho anh chị một cảm giác cực kỳ là phấn khích. Đấy là cái điểm mạnh nhất của trên chiếc xe Toyota Vios. Được trang bị Nhật, Toyota Việt Nam đã trang bị cho chiếc xe này với khối động cơ là 1.5 dual VVT-i. Dual VVT-i là gì? Dual VVT-i là sử dụng van biến thiên thông minh kép để chúng ta giúp chiếc xe chúng ta nó sản sinh ra công suất nhiều nhất và tiết kiệm an toàn nhất về cái mặt nhiên liệu. Vâng, và đấy là những gì tất tần tật Minh Huấn muốn chia sẻ với anh chị về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G cao cấp nhất màu đỏ này. Anh chị nhớ là hiện tại Toyota Thanh Xuân thì cái giá lăn bánh chiếc xe này nó đang rất là tốt, khuyến mãi rất là nhiều đối với các phiên bản Vios G khác nhau, phiên bản G và phiên bản E-CVT hoặc là E-MT. Thì anh chị nhớ là đến Toyota Thanh Xuân thì hãy liên hệ với đội ngũ Happy Car chúng tôi với số hotline phía bên dưới nhé, để chúng tôi sẽ có được những cái tư vấn chi tiết nhất cho anh chị, hài lòng nhất. Và luôn luôn là anh chị sẽ cảm giác như là mua một chiếc xe mà mình sẽ được phục vụ như người nhà vậy. Tất nhiên rồi thì trước khi kết thúc video thì nếu anh chị thấy video này hay, hãy nhấn like, đăng ký kênh để giúp Happy Car chúng tôi có những cái video hay hơn trong những thời gian sắp tới. Và anh chị cũng sẽ cập nhật được những cái thông tin về xe, về giá xe, về cách vận hành xe, sử dụng xe làm sao cho đúng cách nhất trong những cái video mà Happy Car đã làm trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau ạ.